Xin chào anh chị em nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh Thành Watch Stock. Thì trong video ngày hôm nay Thành sẽ cùng với anh chị em cập nhật về tình hình thị trường trong phiên giao dịch ngày 14 tháng 10. Và ngoài ra Thành cũng sẽ chia sẻ thêm các cơ hội đầu tư trong cái dạng sắp tới và đưa ra góc nhìn của thị trường ở cái dạng sắp tới là như thế nào. Thì đối với Thành á, ở thời điểm hiện tại thì góc nhìn của thị trường thì Thành vẫn đánh giá thị trường sẽ trong một cái biên độ sideways và nó sẽ không thay đổi cho tới Thành nghĩ là có thể là hết tuần sau. Hay với một cái tín hiệu sideways và đi ngang như thế này. Thì với một cái tín hiệu nhịp đi ngang của thị trường ở thời điểm hiện tại á, thì cái việc chọn lựa cổ phiếu của đầu tư nó sẽ càng là khó khăn hơn cho anh chị rất là nhiều so với cái giai đoạn trước. Khi mình chị em thấy giai đoạn trước á, có thể là chúng ta cái sự lựa chọn của chúng ta nó sẽ đa dạng hơn rất nhiều, chẳng hạn như những giai đoạn trước đây sự lựa chọn cổ phiếu chúng ta sẽ đa dạng hơn, nào là cảng biển nè, nào là đầu tư công nè, nào là thủy sản, nào là dệt may, nào là thép, nào là chứng khoán, tất cả các ngành nghề ở trên thị trường anh chị em cũng có thể đầu tư được. Nhưng ở thời điểm hiện tại thì Thành vẫn đưa ra các lời khuyên để cho anh chị em nào đang có cái dòng tiền mới muốn tham gia vào thị trường thì chúng ta nên có cái việc là chọn lọc cổ phiếu nó một cách kỹ càng hơn để mà anh chị em đầu tư nó sẽ đạt được những cái mức gọi là mức lợi nhuận nó xứng đáng. Ở thời điểm hiện tại chúng ta hạn chế đầu tư vào các cái cổ phiếu mà nó đã tăng rồi, thì Thành đánh giá cái việc mà chuyển dòng tiền chúng ta vào các cổ phiếu đã tăng rồi thì nó rất là rủi ro cho chị em mình, đặc biệt là trên thị trường lúc này khi mà các cổ phiếu mà nó đã tăng nhiều rồi. Thì đối với các cổ phiếu tăng nhiều thì cái việc giảm điểm của nó cũng sẽ rất là nhiều. Thế thì anh chị em có nhìn về thị trường chúng ta cũng sẽ thấy một điều như vậy. Thì chúng ta thấy là thị trường giai đoạn trước là sau khi một giai đoạn sóng tăng mạnh và sóng tăng dài thì những cái nhịp giảm và nhịp điều chỉnh của nó sẽ rất mạnh và rất là dài, đúng không chị? Anh chị em cứ nhìn vào giai đoạn trước thôi, từ giai đoạn từ tháng 2 cho tới khoảng tháng 7 nè, khoảng 5 tháng nó sóng thị trường tăng rất là mạnh và sau đó giảm điều chỉnh và giảm khoảng gần 200 điểm và sau đó là tiếp tục có những nhịp phục hồi lên trở lại nè. Trong giai đoạn phục hồi thì phục hồi khoảng 100 điểm thôi và sau đó lại có những cái áp lực điều chỉnh thì điều chỉnh khoảng đâu đó khoảng 50 điểm. Đấy, một cái áp lực điều chỉnh cũng tương đối sau một cái nhịp tăng trong giai đoạn trước và sau đó tiếp tục là một cái nhịp tăng nhẹ và sau đó là điều chỉnh nhẹ và bây giờ tiếp tục là một cái nhịp tăng. Thì nếu mà có nhịp điều chỉnh thì lúc này Thành nghĩ là nó cũng sẽ điều chỉnh nhẹ mà thôi. Nhưng mà anh chị em cũng nên cân nhắc ở trên thị trường lúc bây giờ vì rất là nhiều cổ phiếu tăng nhiều rồi nên là không phải chúng ta đầu tư vào cổ phiếu nào cũng được. Nếu mà chúng ta gặp phải và mua phải các cái cổ phiếu tăng nhiều sẽ rất là khó khăn cho anh chị. Trong thứ nhất là trong cái việc chốt lời, anh chị không đạt được những cái mức lợi nhuận kỳ vọng của mình thì mình chắc chắn mình vẫn sẽ nắm giữ cổ phiếu tiếp. Và thứ hai là mình không biết cái mục tiêu đầu tư cho cổ phiếu là gì, cho cái doanh nghiệp đó là gì, cho cái ngành nghề đó là gì thì chúng ta sẽ rất khó được chốt lời. Và thứ ba là cái việc giảm điểm điều chỉnh của thị trường nó sẽ rất là dễ dàng vi phạm những nguyên tắc cắt lỗ của anh chị và nó sẽ đưa trạng thái tài khoản của mình vào trạng thái thua lỗ, rất là khó khăn để đầu tư trong giai đoạn sắp tới. Vì thế nên ở thời điểm hiện tại Thành cũng cân nhắc với anh chị thôi. Thì cái mốc 1400 điểm này Thành cũng cho rằng cái mốc này là cái mốc kháng cự tâm lý, vượt cái vùng này thì cũng là điều sớm muộn, nhưng mà trước khi vượt thì chỉ số cần phải có những nhịp test lại nè, nhịp tích lũy trở lại nè, hoặc nhịp giằng co trở lại là trong những cái biên độ tích lũy trở lại giống như giai đoạn trước đó chị. Để mà vượt được cái mốc 1380 điểm á, anh chị em thấy là giai đoạn trước chỉ số phải tích lũy một thời gian rất là dài, rất là lâu nè, chạm 1380 là điều chỉnh nè và sau đó tiếp tục tích lũy ở đây. Khi mà vượt được 1360 sẽ vượt được luôn 1380 rất là thanh thoát. Đấy, thì chúng ta thấy được là cái nhịp để mà chỉ số vượt ở thời điểm hiện tại á, nó cũng sẽ có, nhưng mà sau khi vượt rồi chỉ số sẽ như thế nào thôi. Thì đó là cái câu chuyện mà anh chị em cần phải bàn tới và cần phải quan tâm. Chứ chúng ta hạn chế, chúng ta tập trung vào thị trường nghĩ thị trường có vượt 1400 không, và quan trọng là vượt rồi thì cái cổ phiếu của anh chị nó có tăng hay không. Thì đây là chính là những cái vấn đề mà Thành muốn chia sẻ và Thành muốn đề cập với anh chị thôi, chứ Thành cũng gọi là Thành cũng không có phải là quan tâm hoặc để ý thị trường quá nhiều. Chẳng hạn như hôm nay là thị trường sắp xỉ quanh mốc tham chiếu, nhưng mà chúng ta nhìn về đi, các cổ phiếu bất động sản mà Thành đã khuyến nghị mọi người trong giai đoạn trước đều tăng giá và tăng rất là mạnh. Đấy, các cổ phiếu như Nam Long là thị trường tăng mà thị trường giảm mà nó cũng tăng được 5%, thị trường quanh tham chiếu mà nó cũng tăng được 5%, hoặc là DG thị trường quanh tham chiếu mà cũng tăng hơn 5%, BCC là thị trường quanh tham chiếu tăng gần 7%. Đấy, chị em nhìn lại giúp Thành á, các cổ phiếu trên thị trường đôi khi nó sẽ không vận động theo nhịp của thị trường chung. Vì thế chúng ta đừng có gọi là đừng có vin vào một cái mốc là 1400 điểm để làm gì khi mà nó ảnh hưởng quá nhiều đến cái quyết định đầu tư của chúng ta. Đấy, thì Thành nghĩ là mình nên hạn chế. Và khi mà chúng ta thấy những nhịp điều chỉnh của thị trường á, thì chị em nên tự hỏi bản thân mình là mình mua cổ phiếu đó thì nhịp điều chỉnh này của thị trường nó có ảnh hưởng gì tới cái kết quả hoạt động kinh doanh của cổ phiếu hay không, hoặc là có ảnh hưởng gì tới cái ngành mà cái cổ phiếu đó hay không. Đó, thì chúng ta nếu mà nó có ảnh hưởng thì chúng ta có thể là bán cổ phiếu đi, chúng ta chờ đợi những cái tín hiệu khác chúng ta quay trở lại chúng ta đầu tư nếu mà cái ngành đó tiếp tục triển vọng, tiếp tục hưởng lợi trở lại. Còn nếu mà chúng ta không ảnh hưởng gì thì chúng ta có thể là tận dụng những cái nhịp điều chỉnh về những cái vùng hỗ trợ bên dưới, chẳng hạn như mốc 1380 này, chúng ta sẽ tiến hành là mua thêm các cổ phiếu mà điều chỉnh về vùng giá đẹp.
chẳng hạn như vậy. Thì đôi khi anh chị em vẫn nói với anh, đôi khi thị trường chỉnh thì cổ phiếu của mình cũng chỉnh thôi. Nhưng mà mình lưu ý lại nha anh chị, anh chị cứ để ý đi, sau một cái giai đoạn điều chỉnh ở trước chúng ta thấy một cái phiên điều chỉnh hơn 20 điểm á, và sau đó là phục hồi lên lại, thì anh chị em cứ để ý hai cái phiên này đi, cái cổ phiếu nào mà nó điều chỉnh á, cái những cái cổ phiếu mà điều chỉnh trong cái nhịp điều chỉnh của thị trường á, và sau đó nó phục hồi lên lại, anh chị em thấy là cái cổ phiếu nào phục hồi mạnh á, phần lớn là các cổ phiếu tốt và các cổ phiếu được hưởng lợi. Thì anh chị em cứ chú ý những vấn đề đó thì chúng ta sẽ thấy được, nhận ra một cái vấn đề rằng trong cái nhịp điều chỉnh vẫn là cái cơ hội đầu tư cho mình. Nên là anh chị em thấy điều chỉnh thì chúng ta cũng hay hoang mang, thì đồng ý thời điểm hiện tại anh chị em nào đang có lợi nhuận thì cũng nên giữ cái lại cái lợi nhuận đó cho mình. Chẳng hạn như anh chị em nào đầu tư ngắn hạn thì chúng ta cũng nên giữ lại lợi nhuận. Và cái việc giữ lợi nhuận hay không thì nó sẽ tùy vào mục tiêu, gọi là mục tiêu đầu tư của anh chị, hay nói chính xác hơn là cái việc bán cổ phiếu chốt lời hoặc cắt lỗ, thì nó cũng phụ thuộc vào mục tiêu của anh chị. Chẳng hạn như anh chị chọn một cổ phiếu để đầu tư nhưng mà cổ phiếu đó và hết giá trị, hết cái triển vọng để mà chị đầu tư, thì chị em có thể bán ra chốt lời hoặc là cắt lỗ, hoặc là nếu mà cổ phiếu đó vẫn còn dư địa tăng trưởng, vẫn còn cái giá trị và vẫn còn cái kỳ vọng của anh chị, thì anh chị cứ nắm giữ mà thôi. Thế hoặc là những nhịp điều chỉnh của thị trường sẽ là cơ hội để anh chị mua được những cổ phiếu ở vùng giá thấp, thì đó là những cái lợi thế của anh chị trong cái việc đầu tư. Nên là ở thời điểm hiện tại anh chị em đừng quá nóng vội trong những cái nhịp thị trường tăng, nhóm ngành này tăng dòng tiền sẽ luân chuyển sang nhóm ngành khác, nên là chị em nên cân nhắc ở thời điểm hiện tại. Như hôm nay Thành cũng có nhắn nhủ cho anh chị em nhà đầu tư của trong nhóm của Thành á, thì Thành cũng có nói rằng một điều là trong phiên giao dịch ngày hôm nay chúng ta đã thấy nhóm bất động sản đã tăng rồi. Anh chị em cứ nhìn vào phiên sáng, tất cả các cổ phiếu trong nhóm bất động sản đều tăng rất là tốt, chỉ có hai cổ phiếu giữ nhịp tốt lại, đó là DG và Nam Long thôi. Thì các cổ phiếu trong nhóm bất động sản đã tăng rồi, nên là cái nhịp mà mình vào mới đối với các cổ phiếu này ở thời điểm hiện tại Thành cho rằng rất là rủi ro, nên là chúng ta nên luân chuyển qua ba cái nhóm ngành khác. Thì ba nhóm ngành này hôm nay Thành sẽ đề cập tới anh chị, thứ nhất là thép này, thứ hai là thủy sản và thứ ba là dệt may. Thì ba cái nhóm ngành này trước đây Thành cũng có đề cập với anh chị rồi, nhưng mà nó không được sát sao và nó không được chi tiết, và trước đây Thành phân tích nhiều và chủ yếu về bất động sản này, về các cái nhóm ngành này. Đây, tổng qua những nhóm ngành đáng đầu tư nè, trên nhịp bán lẻ nè, hàng tiêu dùng là khủng hoảng năng lượng nè, đó chị em cũng có thể là xem lại những video trước đây Thành đều đã cập nhật rất là kỹ rồi, nếu mà chị chưa xem thì có thể xem lại ha. Còn thời điểm hiện tại thì đối với các nhóm ngành này thì hôm nay Thành sẽ phân tích chi tiết vào thép, dệt may và thủy sản để mà anh chị em nhận ra những cơ hội đầu tư mới, và đặc biệt là cho cái dòng tiền mới ở trên thị trường lúc bấy giờ, để mà chúng ta đầu tư nó sẽ an toàn hơn cho anh chị trong giai đoạn sắp tới. Và đặc biệt là khi thị trường đang trong những cái nhịp sideways, những cái nhịp rung lắc như thế này thì chúng ta cũng nên cân nhắc cái tỷ trọng để mà chúng ta đầu tư cho mình, để chúng ta chọn lựa các cổ phiếu tốt, điểm mua vào tốt thì nó sẽ an toàn hơn. Thì ở đây Thành nói thì hôm nay chúng ta thấy nhìn về các cổ phiếu trụ, nhìn về thị trường chung á, chúng ta thấy là các cổ phiếu mang tính chất là luân phiên á, là dễ giữ nhịp trên thị trường chung hơn. Chúng ta thấy là các cổ phiếu tăng nè, các cổ phiếu tăng điểm thì có BDR nè, các cổ phiếu này thì mang tính chất giữ nhịp và chủ yếu anh chị. Còn các cổ phiếu còn lại giảm điểm thì cũng mang tính chất rung lắc của thị trường đó. Vì cái nhóm và cái nhóm ngành cũng muốn nói trong video hôm nay đó là nhóm ngành ngân hàng, thì hôm qua mình cũng đã phân tích rất là chi tiết trong video hôm qua rồi, anh chị em nào chưa xem thì có thể xem lại ha. Thì anh chị em thấy là nhóm ngành ngân hàng là hôm nay là cái phiên là hạn T cộng 3 của cái phiên ngày 11 tháng 10 về, nhưng mà áp lực chốt lời nó không quá lớn và giá cổ phiếu vẫn giữ nhịp được á, thì là thấy đây là những cái tín hiệu tích cực và đáng mừng cho các cổ phiếu nhóm ngành ngân hàng, vì đây sẽ là cái động lực chính để cái chỉ số của mình vượt qua được một mốc 1.400 điểm khi mà các chỉ số các cổ phiếu ngân hàng có một cái nhịp tăng trong giai đoạn sắp tới. Thì anh chị em cứ lưu ý là đi, với cái tín hiệu của nhóm ngân hàng ở thời điểm hiện tại á, thì nhiều khả năng sẽ có những nhịp tích lũy trở lại nữa và mới có những nhịp bứt phá tiếp. Và trong giai đoạn sắp tới ở cái nhịp tăng xuống sâu thì cái độ phân hóa nó ngày càng nó rõ rệt hơn. Thì hôm qua Thành có làm video để cập nhật lại cho anh chị em là nên đầu tư vào cổ phiếu nào và dựa vào những cái yếu tố nào, chẳng hạn như tỷ lệ CASA cao nè, chẳng hạn như tốc độ tăng trưởng tín dụng cao, và chẳng hạn như về nợ xấu là duy trì mức thấp, thì anh chị em cũng sẽ lưu ý trở lại. Và về mặt bằng chung thì cái báo cáo tài chính thứ ba ở năm nay á, thì một số ngân hàng vẫn báo cáo lãi, thì anh chị em thấy có thể cập nhật lại như là Techcombank, TPBank nè, NCB nè, một số cái ngân hàng chuyên lắp bank nè, anh em thấy là Techcombank nè, đấy cũng hưởng lợi nhuận rất là tốt, chị em cứ nhìn chung đi, đó Techcombank nè, trong quý 3 nè, hay lợi nhuận quý 3, ước tính lợi nhuận quý 3, Vietcombank, MBBank, đó anh em cũng thấy là một số ngân hàng có cái lợi nhuận rất là tốt. Thì hôm qua Thành cũng có hướng dẫn để anh chị em phân loại và chọn ra các cổ phiếu ngân hàng tốt rồi, thì bao gồm các cổ phiếu như là Techcombank nè, anh chị cũng thấy rồi, những cái nhịp điều chỉnh, những nhịp tích lũy và biên độ tích lũy ở phía bên dưới á, thì đây là những cái cơ hội nếu mà anh chị em nào muốn đánh cái sóng ngân hàng ở thời điểm hiện tại thì chúng ta cũng có thể tham gia trong những cái nhịp điều chỉnh này. Nhưng mà Thành đánh giá là với nhịp này vào ngân hàng á, thì Thành không có khuyến nghị là mình all in, mình đầu tư hết tỷ trọng, full tỷ trọng vào các cổ phiếu ngân hàng lúc này. Mình ưu tiên cái tỷ trọng nó vừa phải thôi, duy trì từ 30 đến khoảng 30% trong tỷ lệ danh mục của mình thôi. Đấy có nghĩa là danh mục mình có 3 mã thì trong đó có một khoản ngân hàng. Thành lấy ví dụ như vậy.
Tiếp theo đó là MB Bank. Đó, Thành thấy những cái nhịp điều chỉnh và trong một cái biên độ như thế này thì Thành thấy rất là đánh giá rất là tích cực. Thì đối với Thành á, trong những nhịp tích lũy này thì anh chị em nào mình có thích nhóm ngân hàng thì mình cũng có thể là quay trở lại mình tham gia, mình đánh cái nhịp sóng ngắn nha anh chị, sóng ngắn thôi. Còn đối với Thành thì ngân hàng thì trong giai đoạn này và đặc biệt là trong ngân hàng ở thì trong cái quý tư này đã phải đến cuối quý tư thì mới có những cái chuyển biến tích cực hoặc ít nhất là sang năm sau. Ở chị em cũng có thể là lưu ý là giúp Thành, mà chẳng qua chúng ta mua ở thời điểm hiện tại vì nó không có giảm thôi, nó vẫn duy trì những mức này, nên là chị em cũng có thể là đầu tư lại được. Và chúng ta ưu tiên các cổ phiếu có dòng tiền nhé anh chị. Chúng ta thấy như OCB nè, hôm nay test về hai đường EMA rất là tốt và có tín hiệu bật lên trở lại nè, so với nhịp phiên trước thì cũng không có giảm quá nhiều. Thì chúng ta cũng chờ đợi và theo dõi thử xem cổ phiếu có bứt phá cái vùng kháng cự này như thế nào. Anh chị em nào đầu tư vào cổ phiếu ngân hàng này theo Thành khuyến nghị giai đoạn trước đó, thì chúng ta cũng có thể là lưu ý trở lại. Hay một số cổ phiếu như MSB thì chúng ta tạm thời chúng ta cứ theo dõi thôi. Anh chị em nào mình đang nắm giữ thì chúng ta có thể theo dõi thêm. Đây là một số ngân hàng mà Thành có đề cập đến chị. TP Bank đó, TP Bank thì mọi người cũng thấy rồi, điều chỉnh về vùng hỗ trợ quanh 42 và có những nhịp bật lên trở lại nè. Thì mọi người có thể là theo dõi cái vùng hỗ trợ này. Nếu mà có tín hiệu bật mạnh đó, thì chúng ta sẽ tham gia ở nhịp sắp tới. Thì Thành nghĩ TP Bank ở thời điểm hiện tại nếu mà đánh thì cũng đánh nhịp ngắn thôi. Tại vì vừa rồi TP Bank tăng nhiều rồi. Nếu là chị em nào đầu tư thì mình cũng sẽ lưu ý giúp Thành những vấn đề này ha. Những cái nhịp tăng này của TP Bank nó đã tăng nhiều rồi, nên là đánh thì có đánh ngắn lúc này thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nói một chút về xi măng là thép trong cái phiên dịch ngày hôm nay đi. Phiên dịch ngày hôm nay thì chúng ta thấy có xi măng tăng tốt, mà xi măng Thành cũng đã nói với anh chị trong video trước rồi. Đó, chị em nào đầu tư vào nhóm ngành xi măng thì chúng ta có BCC và HK1. Thì Thành cũng nói rồi, BCC là một trong những cổ phiếu mà nó có hưởng lợi nhiều á, nên là cái tốc độ tăng và cái giá trị tăng nó sẽ thanh thoát hơn là cái cổ phiếu HK1. Thì chúng ta thấy là HK1 hiện tại thì cũng chưa bứt phá không ngừng rồi. Nên là đây cũng là cái cơ hội. Anh chị em nào mà chưa có mua được cổ phiếu này á, thì chúng ta có thể là quay lại mua. Đối với các cổ phiếu về xi măng thì chúng ta thấy là BCC là nếu mà anh chị mua trong những phiên trước đó thì Thành khuyến nghị á, thì hiện tại cũng đạt được một cái mức lợi nhuận xứng đáng rồi. Còn nếu anh chị em chưa mua thì có thể chuyển qua cái cổ phiếu HT1. Thế thì đây là cái bài báo phân tích về ngành xi măng và ngành thép khi mà Trung Quốc đang tạm thời thiếu vật liệu xây dựng. Đây thì đây là những cái hưởng lợi của nước chúng ta. Thì ở đây dưới đây có phân tích một trong những cái tin như là chẳng hạn như là HBG, các doanh nghiệp có tỷ trọng xuất khẩu thép xi măng ở thị trường Trung Quốc lớn là các tập đoàn như là HBG hoặc là xi măng Vĩnh Sơn sẽ là các doanh nghiệp hưởng lợi. Còn về cái này là về thép nha chị, thép xây dựng. Còn về tôn thì chúng ta sẽ có như là Hoa Sen hoặc Nam Kim. Đây là những cái doanh nghiệp hưởng lợi rất là nhiều về xuất khẩu. Và giai đoạn sắp tới thì Thành ưu tiên tập trung vào các doanh nghiệp sản xuất nhiều hơn, vì giai đoạn trong dịch đó các doanh nghiệp xuất khẩu đã hưởng lợi rất nhiều rồi, và Thành đánh giá nó đã phản ánh vào giá một phần nào rồi. Còn ở giai đoạn sắp tới là phần lớn là các doanh nghiệp trong nước có thị phần lớn trong nước, điển hình đó là Hòa Phát. Thì các doanh nghiệp này phần lớn là về các mặt xây dựng, các mảng xây dựng, phục vụ mảng xây dựng nè, nhu cầu ở trong nước nè, đầu tư công tăng trưởng là sẽ thu hút cái nhu cầu về nguyên vật liệu xây dựng và đặc biệt là thép. Đó thì anh chị em cũng lưu ý trở lại trong những nhịp điều chỉnh của các cổ phiếu HBG này, anh chị em cũng có thể là quay trở lại mình mua vào được đối với cổ phiếu HBG và chờ đợi những cái nhịp bứt thoát ở giai đoạn phía sau. Ở bức thoát giai đoạn phía sau thì chúng ta sẽ gia tăng theo cái tỷ trọng. Chúng ta thấy rồi, cổ phiếu tích lũy lại nằm bức thoát có vùng nền nằm và test lại vùng nền, chúng ta cứ chờ đợi thôi. Những nhịp test lại vùng nền thì chúng ta sẽ mua vào đấy. Thì cái vùng quanh khoảng đâu đó 56 thì mọi người cũng có thể là quay trở lại tham gia. Thì đối với HBG thì Thành vẫn ưu tiên trong những cái nhịp điều chỉnh chúng ta cũng có thể tham gia, chẳng hạn như Hoa Sen thì Thành thấy cổ phiếu tích lũy vùng nền này rất là lâu rồi. Anh chị em nào theo dõi thì mình cũng có thể để ý ha. Thì đối với Hoa Sen thì trong cái vùng 48.x thì mình cũng có thể tham gia được, mình tham gia trước một phần đó và chờ đợi những cái tín hiệu bứt thoát á, thì mình sẽ gia tăng thêm cái tỷ trọng của mình. Thì đối với cổ phiếu Hoa Sen thì Thành vẫn có cái khuyến nghị đầu tư đó, vì nó vẫn đang được hưởng lợi mà anh chị. Thép trong quý 3 và kể cả quý 4 năm nay ấy thì nó vẫn có những cái tín hiệu hưởng lợi rất là tốt, nên là chị em nào có thích nhóm thép á, thì chúng ta cũng có thể là lưu ý trở lại ha. Thì đây là các cổ phiếu thuộc nhóm ngành thép nè, và Thành sẽ phân tích thêm một cái nữa, đó là về cái mối quan hệ chúng ta và EU ở giai đoạn vừa rồi và thống kê trong 9 tháng trở lại đây, và giai đoạn sắp tới dòng vốn FDI và đặc biệt là đến từ EU sẽ chảy vào Việt Nam của chúng ta rất là nhiều. Thì vừa rồi chúng ta thấy là chúng ta để ý về cái mặt bằng chung trong cái mặt xuất khẩu á, thì chúng ta thấy là về ngành nào nhiều nhất nè. Trong ngành này mọi người để ý giúp Thành cái ngành thép nha mọi người. Tốc độ tăng trưởng về ngành thép nè, duy trì khoảng 252% đấy, và cái giá trị nó tăng lên khoảng 1.573 tỷ đô. Đấy, một cái gọi là một cái tỷ lệ rất là lớn ở thời điểm tại chiếm trong cái bảng xuất khẩu của chúng ta lúc bấy giờ. Thì đó là cái lý do vì sao trong 9 tháng vừa qua cổ phiếu Nam Kim và cổ phiếu Hoa Sen đã tăng rất là mạnh.
đây là những câu chuyện của quá khứ. Đấy, thì thời gian sắp tới thì nó cũng là những cái điều kiện và nó vẫn còn tồn tại trong những giai đoạn tới, và những doanh nghiệp này sẽ tiếp tục được hưởng lợi. Vì thế nên anh chị em nào mình có đầu tư thì mình cũng lưu ý trở lại những cái nhịp mà điều chỉnh, những nhịp tích lũy như thế này là cái cơ hội rất là tốt để mà anh chị em tham gia. Chẳng hạn như Nam Kim là trong cái vùng tích lũy như thế này, anh chị em tham gia thì đánh giá vẫn rất là tốt trong những cái nhịp điều chỉnh. Đấy, điều chỉnh trong cái biên độ tích lũy thì mọi người cứ tham gia và chờ đợi những nhịp bứt phá thì mình sẽ gia tăng thêm cái thị trọng cho mình. Thì về chúng ta kết hợp với EU thì mọi Thành cũng đã có chia sẻ với mọi người trong những giai đoạn trước rồi, EU và Mỹ là hai thị trường xuất khẩu lớn nhất của chúng ta ở thời điểm hiện tại, và đặc biệt ở giai đoạn cuối năm, và cái nhu cầu về đầu tư công nó đang lan rộng trên toàn cầu. Anh chị em cứ hình dung đi, một cái vấn đề, một cái yếu tố duy nhất để thúc đẩy tốc độ tăng trưởng GDP ở thời điểm hiện tại, phần lớn nó sẽ tập trung vào đầu tư công, giải ngân của chính phủ thì sẽ tập trung nhiều vào đầu tư công. Thì các nước đi trước của chúng ta thì chúng ta thấy rồi, như Mỹ nè và các nước ở EU nè, họ bắt đầu giải ngân đầu tư công và giải ngân một cách rất là mạnh mẽ, và nước chúng ta cũng ở thời điểm hiện tại cũng phải như vậy. Thì các chính phủ họ cũng có cái KPI và họ cũng có cái mục tiêu cho riêng mình thôi chị. Thôi anh chị, khi mà anh chị thấy là một cái năm thì họ bắt buộc phải đạt được những cái KPI, cái chỉ số GDP tăng trưởng bao nhiêu, rồi xây dựng bao nhiêu, rồi nguyên vật liệu tiêu thụ, chi phí bao nhiêu đó, thì đó là những cái yêu cầu mà một cái đất nước chúng ta phải đề ra cho một cái chính phủ, sẽ đề ra cho một cái đất nước để mà làm và thực thi và tiến hành, và người đầu tàu vẫn là chính phủ. Ấy thì chính phủ vẫn sẽ có những cái chính sách để thúc đẩy đầu tư công và tăng trưởng GDP trong giai đoạn sắp tới. Thì ở nước Việt Nam chúng ta cũng thế, và ở các nước ngoài họ cũng đã thế. Thì họ đánh những người đi trước rồi, họ chống dịch được, họ dập dịch được và họ đang sống chung với dịch rồi. Thì họ là những người đi trước và chúng ta đang đi theo họ. Thì chúng ta cũng thấy những cái cảnh bối cảnh trên thế giới lúc bấy giờ rồi. Thì đó là những cái lý do vì sao mà Thành hay nói là nền kinh tế Việt Nam chúng ta có cái độ trễ hơn so với nền kinh tế thế giới. Thì đây cũng là một cái lợi đó. Tại sao nó là cái lợi mọi người? Khi mọi người thấy là mình đi sâu người ta, cái đó là mình đã, nhiều người thì nghĩ nó là thiệt rồi, nhưng mà mình đi sâu người ta, mình thấy người ta làm. Đấy thì mình cũng hình dung là sắp tới nước Việt Nam của mình cũng sẽ làm như vậy. Nhưng mà mình cũng sẽ là cải thiện được những cái mà cái sai lầm, cái lỗi lầm người ta bắt ở phía trước, thì mình sẽ cải thiện được ở giai đoạn phía sau. Thì đây là những cái cơ hội rất là lớn, và Việt Nam sẽ đi theo cái hướng đi của các nước lớn ở trên thế giới thời điểm hiện tại. Và đối với các nước lớn, khi mà họ chống được dịch, họ sống chung với dịch rồi, họ bình ổn trở lại rồi và họ tiếp tục phát triển, thì cái nhu cầu tiêu thụ của họ về các cái sản phẩm như là gỗ này, dệt may này, thủy sản này, đấy, hoặc là da dày, thì các nhu cầu tiêu thụ của họ rất là lớn ở trong giai đoạn sắp tới, và đặc biệt ở giai đoạn cuối năm. Điều này luôn chia sẻ với anh chị, khi mà chị em muốn đầu tư vào nhóm ngành dệt may thì chúng ta vẫn thấy là giai đoạn cuối năm các người phương Tây họ hay có xu hướng là mua sắm này, tiêu xài này, ăn uống này, rất là nhiều và rất là lớn trong giai đoạn cuối năm, đặc biệt là vào cái mùa Giáng sinh đó chị. Đấy, thì anh chị em lưu ý lại giúp Thành ha. Thì đây là cái nhu cầu tiêu thụ nó sẽ tăng lên, đặc biệt ở giai đoạn cuối năm, thì nó cũng sẽ mang lại một cái tín hiệu rất là tốt cho những cái nhóm ngành sản xuất. Đấy, những cái nhóm ngành sản xuất, và đây thì chúng ta cũng có thể thấy một số cái nhóm ngành ở đây. Thì trong hôm nay thì Thành có đề cập tới dệt may, thủy sản và thép thôi. Đấy, thì trong những video tới Thành sẽ đề cập thêm nhiều ngành nghề nữa. Nếu mà anh chị em cần phân tích cái ngành nghề nào thì có thể để lại bình luận ở phía bên dưới. Và nếu mà đây là lần đầu tiên anh chị đến video cái kênh của Thành thì mọi người có thể là bấm vào nút đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo, hoặc là mọi người thấy video hay thì có thể cho Thành một like để Thành có động lực làm những video chia sẻ cái góc nhìn, cái phân tích, và để mọi người có thể nắm và chia sẻ nhiều cơ hội đầu tư trên thị trường cho anh chị em mình. Và một số cái thông tin về nhóm ngành dệt may trước nha anh chị, thì chúng ta thấy là Vinatech này, nhiều doanh nghiệp có đơn hàng đến hết quý 2 nhưng giá trị thấp, thị trường Trung Quốc đang rộng mở. Thì một trong những cái lợi thế của doanh nghiệp đấy, thị trường đang rộng mở trên thời điểm hiện tại và đang thúc đẩy cái đà phát triển của doanh nghiệp. Thì trước đây mọi người hay phân tích về nhóm ngành dệt may thì thường ưu tiên những cái doanh nghiệp nào mà đang có cái nhà máy không phải nằm ở miền Nam. Tại vì sao? Giai đoạn trước là miền Nam nó bị ảnh hưởng dịch quá nhiều, nên là những cái nhà máy nó không hoạt động được, không sản xuất được, dẫn đến doanh nghiệp mất đơn hàng. Đấy, thì đấy nên là dòng tiền có xu hướng chuyển sang các doanh nghiệp mà có nhà máy nằm ở miền Bắc, miền Trung. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại là miền Nam dần dần chống được dịch rồi, thì cái tốc độ phục hồi này sẽ có, tốc độ tăng trưởng nó sẽ có, nên là dòng tiền cũng sẽ tìm về các doanh nghiệp ở miền Nam. Nó tương tự như bất động sản thôi anh chị. Trước đây Thành vẫn hay nói với chị, bất động sản chị em nên tìm các doanh nghiệp ở miền Trung, miền Bắc để mà chúng ta đầu tư, nó sẽ có lợi nhuận rất là nhiều, bởi vì nó mở bán được và nó bán được sản phẩm, bán được dự án. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì anh chị em cũng thấy rồi, các doanh nghiệp bất động sản miền Nam nè, Nam Long nè, DG nè, đấy vẫn tăng, đấy giá cổ phiếu vẫn tăng rất là tốt. Thì anh chị em cũng có thể hình dung lại người ta đang đánh vào cái sự kỳ vọng của nhà đầu tư ở trên thị trường lúc bấy giờ. Anh chị em cũng có thể thấy ha, đối với các cổ phiếu như thế này thì chúng ta cũng có thể là đánh vào cái sự kỳ vọng của nhà đầu tư nhiều hơn là nhìn vào thực trạng. Thì nhìn vào thực trạng những cái vấn đề đó thì ai cũng thấy rồi. Đấy, anh chị em nhìn vào thực trạng thì chúng ta đều thấy được những cái vấn đề đó trên thị trường.
Nhưng mà khi mà chúng ta nhìn xa hơn, nhìn về cái kỳ vọng, thì dòng tiền nhà đầu tư họ sẽ kỳ vọng anh chị đó, họ sẽ đánh vào những cái kỳ vọng nhiều hơn là họ nhìn vào cái thực trạng. Thì nhìn vào thực trạng là phần lớn nó đã phản ánh vào giá hết rồi đó, chị em cũng có thể hình dung lại. Thì đối với thành để thời điểm hiện tại thì dịch may thành cũng có chú ý hai cổ phiếu, đó là VGT thì mọi người cũng có thể hình dung là những cái nhịp sau khi cổ phiếu bứt phá khỏi cái đường xuống giảm này, và test về đường xuống giảm và tiếp tục trong cái nhịp bật thành ánh giá rất là tốt này, và sau đó đều có những cái nhịp test, thì mai là cái phiên mà dòng tiền lớn về, mai là cái phiên nhập tiền lớn về, mà nếu mà giá cổ phiếu vẫn giữ vững trong cái biên độ tích lũy này thì thành đánh giá đây vẫn là một cái tín hiệu tích cực cho cổ phiếu VGT. Anh chị em nào đó có đầu tư vào cổ phiếu này thì chúng ta cũng có thể lưu ý trở lại trong nhịp test và nhịp tích lũy ấy, thì mọi người cũng sẽ lưu ý và chúng ta có thể là tham gia trong những cái nhịp này, những nhịp test, nhịp tích lũy trong cái biên độ điều chỉnh này. Chúng ta có thể tham gia quanh đâu đó vùng 21.5 này, 21-21.5, anh chị em vẫn có thể tham gia được, và chờ đợi những nhịp bứt thoát ấy, thì chúng ta sẽ gia tăng thêm tỷ trọng cho mình. Hoặc là TNG trước đây thành cũng chia sẻ rất là nhiều với anh chị rồi, chúng ta thấy là cái biên độ tích lũy của cổ phiếu rất là tốt nè. Hôm nay cổ phiếu cũng đã muốn vượt khỏi biên độ tích lũy này rồi, nhưng mà cái thanh khoản không quá tốt nên là giá cổ phiếu chưa vượt được, và dòng tiền lớn vẫn nằm trong cổ phiếu. Thì chúng ta cứ ưu tiên những cái nhịp điều chỉnh hoặc là trong biên độ tích lũy, chúng ta có thể tham gia trước một phần và chờ đợi những nhịp bứt phá, chúng ta sẽ gia tăng thêm tỷ trọng cho mình đối với các cái cổ phiếu thuộc nhóm ngành dệt may. Thành có chú ý lại cho mọi người hai cổ phiếu này thôi ha. Và tiếp theo đó là về nhóm ngành thủy sản. Thủy sản thì thành có phân tích các cổ phiếu đầu ngành thôi. Đầu ngành thì thành có chọn là bên mảng tôm. Mảng tôm thì chúng ta có FMC. FMC thì mọi người thấy là sau khi một cái nhịp bứt phát này, một cái nhịp bứt phát ở giai đoạn trước này, giá cổ phiếu tiếp tục lấy lại và test về cái vùng hỗ trợ này để bứt phát rồi tiếp tục test về, thì những nhịp test này thành đánh giá vẫn rất là an toàn để mà anh chị em có thể mua. Thì ở giá lúc này thì nó có thể là hơi cao so với những giai đoạn trước, và nó sẽ chỉ phù hợp đối với anh chị em nào đầu tư lướt sóng nha anh chị. Còn anh chị em nào mình đầu tư theo xu hướng là trung và dài hạn, đối với các cổ phiếu như thế này thành nghĩ là cái dư địa tăng nó không còn nhiều nữa đâu, nên là anh chị em nào có xu hướng đầu tư trung và dài hạn thì mình cũng nên cân nhắc. Ở thời điểm hiện tại thì FMC những cái nhịp test, những nhịp điều chỉnh trong cái biên độ như thế này thì mọi người vẫn có thể là tham gia được từ cái mốc giá từ khoảng 48.8 là cho đến khoảng là 49.8, đang ngồi biên độ khoảng một giá, thì mọi người cũng có thể là mua thăm dò con vùng này và chờ đợi những cái nhịp bứt thoát thì chúng ta sẽ gia tăng thêm. Và đặc biệt cái vùng đỉnh cũ qua 52 này, nếu bứt thoát được tốt cái vùng này thì giá cổ phiếu sẽ tiếp tục tăng mà thôi. Nên là anh chị em cứ lưu ý lại đối với các cổ phiếu này và phù hợp hơn đối với chị em nào đầu tư trong ngắn hạn. Thì chúng ta thấy là tiếp theo là cổ phiếu VHC. Chúng ta thấy cổ phiếu đang có cái nhịp tích lũy là rất là tốt mà, sau một cái đà tăng trong giai đoạn phía trước này, tích lũy lại để quanh cái mức giá như thế này thì thành đánh giá vẫn rất là hợp lý. Và trong những cái nhịp tích lũy này thì mọi người vẫn có thể tham gia được, hoặc là an toàn thì mọi người cứ chờ nó điều chỉnh về cái mốc hỗ trợ cứng phía bên dưới là quanh đâu đó MA10 này, quanh giá mức giá khoảng 56, thì quanh vùng này mọi người cũng có thể là tham gia lại được. Đấy, thì biên độ từ 57-56 thì mọi người cũng có thể cân nhắc trong những nhịp này, mọi người tham gia thăm dò và chờ đợi những cái tín hiệu bứt thoát thì mình gia tăng thêm tỷ trọng cho mình đối với các cổ phiếu như thế này. Và ngoài ra VHC thì chúng ta sẽ có các cổ phiếu nhỏ hơn một chút, đó là VHC là về mảng cá tra nha anh chị. Tiếp theo là về mảng tôm. Mảng tôm thì chúng ta đang có ANV. ANV chúng ta thấy là cái biên độ tích lũy của giá cổ phiếu đang có xu hướng là hẹp dần, thì mọi người cũng có thể là để ý trở lại đối với cái cổ phiếu này. Và cái đường MA đang di chuyển rất là tốt, thì chúng ta thấy là những cái nhịp mà tích lũy lại trong một cái biên độ như thế này thì mọi người vẫn có thể là quay trở lại tham gia được đối với cổ phiếu ANV. Mình tham gia trước một phần tỷ trọng và chờ đợi những cái nhịp bứt thoát thì mình sẽ gia tăng thêm tỷ trọng cho mình đối với cổ phiếu này. Thì về dòng tiền lớn thì thành thấy nó vẫn đang nằm trong cổ phiếu thôi, ở những nhịp phía trước rồi. Thì ở thời điểm hiện tại khi mà lên những cái vùng kháng cự phía trên như quanh 34 này, thì khả năng cổ phiếu sẽ bị hấp thụ trở lại, cái áp lực bán sẽ có. Nhưng mà chúng ta lúc này thì chúng ta có thể là cân nhắc chốt lời ngắn hạn đó tại vùng này, hoặc là anh chị em nào mình có xu hướng đầu tư dài hơn, mình muốn nắm giữ thì mình cũng có thể nắm giữ, nếu mà chúng ta xem xét là cái lực cầu đủ mạnh để hấp thụ hết là cái lực cung trong hai cái vùng này, trong cái vùng kháng cự quanh giá 34, thì mọi người cũng có thể lưu ý trở lại đối với cổ phiếu ANV ha, trong những giai đoạn sắp tới nếu mà mình chú ý thì mình đầu tư trở lại. Và một cái cổ phiếu về mảng tôm đó thì đây là một cái doanh nghiệp nó hơi nhỏ, đã doanh nghiệp nhỏ thì mọi người cũng có thể là cân nhắc theo dõi thôi. Ở thời điểm hiện tại thì MBC cũng đang có những nhịp là tích lũy trở lại thôi, tích lũy trở lại thì mọi người cũng có thể là theo dõi tiếp trong cái biên độ tích lũy này. Ở đây thì thành khuyến nghị theo dõi thôi, thành chưa có khuyến nghị mua vội bởi vì cái biên độ tích lũy nó còn hơi rộng một chút, nên là chị em cũng có thể là lưu ý trở lại thôi. Những cái nhịp mà nó trong biên độ tích lũy thì chúng ta sẽ lưu ý những giai đoạn sắp tới, nếu mà có tích lũy ổn nè, thanh khoản duy trì ở mức ổn rồi nè và biên độ nó thu hẹp lại một chút thì chúng ta quay trở lại chúng ta đầu tư được. Đấy, thì đây là những cái cổ phiếu trong nhóm ngành thủy sản, dệt may và thép thì thành muốn chia sẻ và đề cập với mọi người. Thì đây cũng là những cái ý, những cái nội dung mà thành chia sẻ với mọi người thôi. Thì lúc này thành cũng có muốn khuyên mọi người rằng khi mà mình đầu tư trên thị trường lúc bấy giờ thì mình cũng nên cân nhắc những cái nhịp điều chỉnh của thị trường sẽ là những cái cơ hội để mà mọi người đầu tư.
chứ không phải là những cái rủi ro để mà mọi người tránh né nó, hoặc là mọi người bán cổ phiếu của mình, hoặc là mình đừng quan tâm quá chỉ số sẽ vượt 1.400 hay không vượt 1.400, hoặc là chỉ số chạm 1.400 để điều chỉnh hay là như thế nào. Thì bởi vì anh chị em cứ hình dung thôi, thì bây giờ nó chạm 1.400, nó điều chỉnh, nó tích lũy trở lại, nhưng mà cổ phiếu anh chị vẫn tăng thì nó là một cái điều tốt chứ, đúng không anh chị? Hoặc là nó vượt 1.400, cho dù nó vượt 1.400 đi nữa, tích cực đi nữa, lúc đó vượt 1.400 thì chúng ta quay lại mua, nhưng liệu lúc đó cái cổ phiếu của mình mua lúc đó nó có tăng không anh chị? Chẳng hạn như vậy, hoặc là cái cổ phiếu mình định mua thì nó đã tăng 10% hoặc là 15% so với cái giai đoạn trước rồi, so với giai đoạn này, hoặc là giai đoạn phía sau đó, khi chỉ số vượt 1.400 đó thì giá cổ phiếu của anh chị đã tăng 10-15% rồi, có phải là mình mất một cái cổ phiếu ở cái mức giá hời không anh chị? Đấy, thì anh chị em lưu ý là giúp Thành vấn đề này ha. Thì sẵn đây còn một Thành chia sẻ thêm đối với các cái cổ phiếu mà trước đây Thành đã có chia sẻ mọi người rồi, thì ở đây Thành nhắc lại thôi. Thì đây là cái cổ phiếu thuộc nhóm ngành cảng biển, trước đây Thành cũng có chia sẻ rồi, trong một cái biên độ tích lũy như thế này thì mọi người cũng có thể là chú ý là được. Thì đối với các cổ phiếu cảng biển nè, những cái nhịp tích lũy này, những cái nhịp cần thiết trong những giai đoạn sắp tới nè, nếu mà tích lũy tốt thì giá cổ phiếu sẽ bung và bứt phá rất là mạnh trong giai đoạn phía sau, nên là anh chị em cũng có thể lưu ý trở lại. Thì về cái nhóm ngành này, Thành đánh giá là quý 3, quý 4 vẫn là những cái doanh nghiệp được hưởng lợi mà thôi. Tích cực thì cũng có SGB nè, mọi người thấy là cái biên độ tích lũy Thành thấy cũng rất là tốt nè, và nhiều khả năng sẽ có những nhịp bứt phá ở giai đoạn phía sau, và nhiều khả năng là nằm ở tuần sau, nên là anh chị em cũng có thể là đầu tư thì mình sẽ lưu ý ở tuần sau nhiều khả năng các cổ phiếu như thế này sẽ bứt phá. HAH cũng tương tự như vậy, những cái nhịp test, những nhịp điều chỉnh vừa rồi Thành có cân nhắc với mọi người á, những cái nhịp test, những nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ bên dưới đây nè, như phiên hôm nay nè, mình cũng có thể mua được. Và hôm nay test và điều chỉnh thanh khoản rất là thấp như thế này á, thì đây vẫn là một cái tín hiệu tốt cho giá cổ phiếu, và khả năng cao thì cổ phiếu vẫn sẽ có cái động lực để vượt cái vùng đỉnh này, nên là mọi người cũng có thể là cân nhắc ở thời điểm hiện tại cho cổ phiếu HAH. Những cái nhịp điều chỉnh thì mình cũng có thể quay lại tham gia. Thì rồi, đây là những cái cơ hội đầu tư mà Thành chia sẻ cho anh chị. Và trước đây Thành cũng đã cập nhật rất là nhiều cơ hội đầu tư về nhóm ngành bất động sản và bất động sản khu công nghiệp rồi. Nên là chị em nằm muốn cập nhật lại hoặc các cổ phiếu nằm nó chưa tăng ấy, thì anh chị em cũng có thể là để ý lại đối với các cổ phiếu đó. Thì trong phiên ngày mai mọi người cũng có thể đầu tư được. Còn hôm nay chúng ta nói chủ yếu về thép, về hoa sen, về thép, về dệt may, về thủy sản mà thôi. Nên là anh chị em cũng có thể là cân nhắc lại ha. Video hôm nay thì nó có thể nó hơi ngắn một chút, nhưng mà hy vọng để chia sẻ thêm nhiều cơ hội đầu tư cho một cái dòng tiền mới ở trên thị trường lúc bấy giờ, để mà anh chị em tự tin đầu tư trong cái giai đoạn tới khi mà chúng ta không biết mua gì ở trên thị trường. Còn về ngân hàng thì mọi người cứ chú ý giúp Thành một số cổ phiếu thôi, Techcombank nè, MB Bank nè, và TP Bank, OCB, đấy các cổ phiếu này thôi. Mọi người chú ý lại giúp Thành các cổ phiếu này thôi. Chúng ta hạn chế mua bán lung tung, lúc này không phải mua cổ phiếu bank nào cũng lời nha anh chị. Đấy, chúng ta đừng nghĩ là dòng bank sẽ trở lại và các cổ phiếu đều tăng. Đấy, thì chúng ta cứ có thể là cân nhắc lại giúp Thành. Bank sẽ là động lực giúp thị trường tăng điểm trong hoặc là vượt cái vùng kháng cự trong những lúc cần thiết, và những cái ngân hàng có nội tại tốt, có cái dư địa phát triển, có tốc độ tăng trưởng tốt sẽ tăng trưởng và tăng giá theo thị trường chung và tăng mạnh hơn thị trường chung. Nên là chị sẽ lưu ý lại những vấn đề này để mà chúng ta đầu tư nó được hiệu quả hơn trong giai đoạn sắp tới nhé anh chị. Thì hy vọng video này sẽ đem nhiều giá trị và nhiều cơ hội đầu tư cho anh chị. Nếu mà chị em thấy video hay thì có thể bấm vào nút like và nút đăng ký kênh để ủng hộ Thành trong những video sắp tới. Và ngoài ra, nếu mà chị em cần hỗ trợ tư vấn và cơ cấu lại danh mục cho mình thì cứ liên hệ Thành thông qua số điện thoại ở cái dòng chữ chạy phía bên dưới, Thành sẽ hỗ trợ cơ cấu lại danh mục cho mọi người một cách miễn phí nhé. Đấy, xin chúc mọi người có một cái buổi chiều thật là vui vẻ và một phiên giao dịch ngày mai thật là thành công nhé. Xin chào và tạm biệt anh chị.